Theo Ukrinform, Anh đã hoàn thiện nền tảng cơ động mặt đất Ukram cho tên lửa không đối đất Brimstone từ đầu năm 2022. Ukram được phát triển sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ukram được sử dụng làm bệ phóng cơ động cho tên lửa Brimstone chống thiết giáp hạng nặng. Tên lửa Brimstone phù hợp với tác chiến chống tăng thiết giáp, nhưng hiện chỉ có thể phóng lực từ các máy bay chiến đấu tiên tiến mà Ukraine không có. Để giải quyết vấn đề này, Anh đã kết hợp máy tính xách tay và một chiếc xe tải cùng một máy phát điện tạo ra nền tảng cơ động mặt đất Ukram. Hiện đã có hàng chục bệ phóng Ukram cho tên lửa Brimstone này ở Ukraine. Anh đã cung cấp hơn 5,62 tỷ đô la Mỹ ngân sách viện trợ quân sự cho Ukraine từ tháng 2 năm 2022 đến nay, bao gồm các loại vũ khí như tên lửa tầm xa Storm Shadow, tên lửa chống tăng Brimstone, tên lửa chống hạm Harpoon, xe tăng Challenger. Military Watch đưa tin ngày 23 tháng 7, có hình ảnh cho thấy một số xe chiến đấu bộ binh Bradley bị phá hủy ở miền đông Ukraine. Đoạn phim được cho là được thực hiện gần khu định cư Rabotino ở vùng Zaporozhye, cách sông Dnipro khoảng 50 km về phía đông. Trong đoạn phim dài 12 giây, một nhóm 4 phương tiện chiến đấu, trong đó có xe tăng Ukraine, đã bị hư hại. Thông tin từ cả phương Tây và Nga đều xác nhận hàng chục xe chiến đấu bộ binh Bradley đã bị phá hủy ở Ukraine. Hình ảnh đầu tiên về những chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley bị tiêu diệt đã được công bố vào tháng 6, cùng với xe tăng Leopard 2A6 do Đức viện trợ. Trước khi giao lô Bradley đầu tiên cho Ukraine vào tháng 4, Lầu Năm Góc đã đánh giá M2 Bradley là sát thủ diệt tăng, có khả năng mang lại lợi thế trên chiến trường. Mặc dù không được trang bị các loại súng cỡ lớn như pháo nòng trơn 120mm như xe tăng M1 Abrams, tên lửa chống tăng và đạn uranium làm nghèo giúp xe chiến đấu bộ binh Bradley có khả năng tiêu diệt xe tăng và thiết giáp. Tuy nhiên, lớp giáp bảo vệ và khả năng sống sót của Bradley thường bị chỉ trích vì kém hiệu quả. Ukraine đã cố gắng tăng cường khả năng sống sót hạn chế của xe chiến đấu bộ binh Bradley bằng cách áp dụng giáp phản ứng nổ của Liên Xô. Tuy nhiên, các loại tên lửa chống tăng hiện đại của Nga như Vyksa-1 đã gây thiệt hại đáng kể về số lượng xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine. Ngày 23 tháng 7, tập đoàn General Atomic Aeronautical Systems, GAE, của Mỹ thông báo không quân Mỹ đã thử nghiệm thành công thiết bị gây nhiễu Henry Kitten trên máy bay không người lái MQ-9. Thiết bị tác chiến điện tử Henry Kitten được Viện Nghiên cứu Công nghệ Georgia, CTII, phát triển và cung cấp cho không quân Mỹ và đã được tích hợp trên MQ-9 để nâng cao hiệu suất chiến đấu của máy bay không người lái này.